Đêm chung kết cuộc thi tài năng múa dân gian và dân tộc lần thứ 2 vừa diễn ra đầy gay cấn tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 17 tiết mục xuất sắc đã cùng tranh tài thể hiện những động tác múa mang đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền. Khán giả đặc biệt xúc động với tiết mục múa Đường đến trường của các em nhỏ khiếm thính. Đây là sân chơi ý nghĩa để lan tỏa nghệ thuật múa dân gian dân tộc trên toàn quốc.